Wow. Đây, rất là nhiều lời comment của anh em. Góp ý có, ủng hộ có và tâm sự cũng có. Bạn chuột mèo này, em định cư ở Nhật đây, luôn ủng hộ anh. Làm clip M16 USB đi C4 nha. Trời trời. Đây, một số bạn cũng có những cái lời tâm sự này. Mấy anh làm video mà không làm video CF. Em biết xem cái gì để giải trí. Em chỉ chơi CF Bắc Mỹ vì bên này không kích tốp, không bung, ít hack. Với báu vật không bị mất giá, tốt hơn CF Việt Nam nhiều, không hút máu người chơi. Hy vọng là anh em nếu có dịp sẽ trải nghiệm được cái những cái đột kích bên nước họ sẽ khác đột kích nước mình rất là nhiều. Đây nữa này, rất nhiều lời khen với anh em và có bị có này, tâm sự có luôn. Và đặc biệt mình có xem một comment của bạn đây, có bạn đây, Hiếu Bùi này. Em là du học sinh Nhật, nói đến Nhật thì ai cũng biết, hiểu đến chữ cày sáng, làm chiều học đêm. Làm cứ như vậy, đôi khi cả tuần chỉ rảnh chở trên tàu hoặc ngồi ở ga xem clip của anh, cũng làm giảm áp lực cho em rất nhiều. Mong anh ra nhiều clip hơn nữa, em luôn ủng hộ anh. Vâng, rất cảm ơn bạn và anh em. Nói chung thì bên Nhật ấy, mình cũng có khá là bạn sang bên đó vừa học vừa làm, rất là mệt và cực khổ. Nói chung là một đất nước rất là văn minh mà, khác Việt Nam mình rất là nhiều. Nên là mức sống họ cao hơn và cũng đất khách quê người mà, nhiều khi là xa nhà, xa quê hương tổ quốc, rất là nhớ đến bữa cơm gia đình. Nó nhiều khi mình đây mình còn ở Sài Gòn mà mình nhiều khi còn nhớ quê nữa. Một năm mới về được có lần, mà anh em từ bên Nhật thì có lẽ là 2-3 năm mới về được một lần. Rất là trân trọng những cái tình cảm bạn ở xa, nhưng mà chúng ta là tiếp xúc qua cái màn hình máy tính hoặc là điện thoại để giao lưu gắn kết với nhau. Và qua những cái giờ học tập làm việc căng thẳng mệt mỏi thì anh em có thể coi những clip của mình hoặc Tiến Sinh Trai, Tiến V4, Pino hay những em khác, thỏa cái lòng đam mê đột kích nó đây này. Còn có cả những anh em rất là lớn tuổi cơ, cũng có 26, 27 tuổi cũng có, không thiếu luôn. Nên là đột kích nó gắn bó với chúng ta từ cái hồi mà mới tập chơi trẻ trâu cho đến bây giờ, những kỷ niệm nó không thể nào mà quên được. Thì rất cảm ơn bạn đã dành những tình cảm cho mình. Và những anh khác, đây có bạn Phương Đoàn, anh Phương Đoàn này, Hàn Sẻng, 27 tuổi. Ok, bây giờ mình sẽ làm clip tiếp theo nhé. Sẽ là cây GP. Khi nào anh em buồn buồn thì cứ lôi nó ra mà vác vào C4 hộp zombie mà chiến thôi. Hy vọng anh em sẽ thích clip này. Vâng, xin kính chào anh em. Clip này mình sẽ làm một cái Bizon GP theo yêu cầu của một số bạn comment thử thách mình đây. Những cái thử thách mà chúng ta không thể nào mà chối từ được rồi. Ôi, nó to rồi. À, núp này. Ôi, ôi, thấy đạn. Ôi, nó tháo ra, nó lắp vào như là đắp thịt vào mướp đắng ý. Có trên cao có đấy. Úi giời, to rồi, cái mồm mình hơi đen. Ôi, 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 ôi. Xuống đây, xuống đây. Chà chà, gì luôn, con này nó xả đạn nhanh quá mà không đỡ được. Thực sự nó không thua gì TMP đấy. Chẳng qua thì cái TMP nó làm chậm đối phương thôi, có hiệu ứng. À, mình vừa nghe thấy bên trên này. Đâu ta, khói nhỉ. À, đây đây, thấy rồi. Cái súng màu vàng này. Rồi, bây giờ mình sẽ đi núp nhá. Có lẽ là trước khi cây TMP ra thì con này nó thực sự là bá đạo nhất trong những cái dòng mà SMG, trong dòng SMG luôn. Hồi con này mới ra mắt tầm 2012 thì phải, hình như 2012, thì mình nhớ không nhầm thế. Thì có con SMG bá đạo hơn là có mấy con Sanzom ấy. Đây đây đây, mình thấy rồi. Mày là chết này. Là khẩu Thompson vàng cơ. Nhưng mà cái gì đây? Thằng kia bỏ Bizon đi. Cái gì nữa đây? SMG à. Đấy hàng. Đây có phải TMP đâu mà cũng kỳ thị ta. Lúc đó có rất là ít khẩu SMG có thể chống chọi được với con này. Ôi. Có lẽ đối thủ lớn nhất của nó lúc đó chỉ là khẩu gì ta? M12S thôi. Sau này mới ra những khẩu súng bá đạo hơn. Lúc đấy Crit Super V không có cửa luôn. Cái thời này chỉ có đa số những bạn mà dùng nick úy ấy mới mua được con này. Trung sĩ là mua được rồi, nhưng mà trung sĩ là đa số thời đó là dành tiền mua Skyline hoặc AN94 hơn là cái Bison này. Đấy, cày lúc đó cày khó lắm. Cho nên là kho đồ ai mà có thêm cây SMG này thực sự là đủ bộ sưu tập này. SMG thì có Bizon, M12S, Tanker có Skyline, AN94, 14-1 AK, rồi súng ngắm AWM. Rồi, trời ơi, người ta đang kể chuyện mà. Rồi TRG-21, lục thì có Anaconda và M66. Đó, nói chung là mình còn đổi cầm 3Z mà đổi Bizon cơ mà. Sau một thời gian mình nghỉ game thì có cây Bison vàng nó ra. Tuy nhiên thì em nó đi bằng chế độ AI cho nên rất ít bạn được sở hữu được. Khá là khó và tốn tiền nữa chứ. Đen đen thì nó ra khẩu Hezek Hammer khắm lọ.
con này bắn zombie cũng được nhưng mà ua wow, bà chạy à, mày chạy à, gì nó rồi mỏng củ tỏi rồi. Chết luôn. Các bạn có thể thấy cái phòng này toàn là VIP thôi, full VIP mà vẫn kỳ thị cái khẩu bé nhỏ này. Con này lên đạn nhanh quá, đạn nó xả đạn kinh hồn, nên mình rất mong là có thêm những khẩu báu vật này cho anh em dễ sở hữu. Bây giờ chỉ có mỗi phiên bản báu vật vàng thôi. Rồi ôi, không biết anh em đi đâu, đi ai hết đi. Đi ai, đi ai hết đi, cứ để mình đứng đây không. Tí nữa mấy ông này, ông điên, ông cầm TMP với cả Slug, ông bị giã bên BL nên sập mặt rồi. Rồi đi cống đi, cống có chuột. Cái cục đạn mình cũng không biết liên tưởng đến cái gì, giống cái đèn pin ấy nhỉ, cái đèn pin hồi xưa ấy. Rồi có ai xuống đây không ta? Trời ơi, có lẽ trong tương lai mình sẽ mong chờ cái phiên bản ví dụ là Bizone Xmas đi, hoặc là Bizone Halloween. Đấy, cái năm vừa rồi ra cái bộ Halloween nó dở quá mà, tệ, ơi là tệ luôn. Ôi, toi rồi. Rồi mình lại đi săn thôi. Có lẽ là ở A hay B ta. Cái khẩu này thì thôi, anh em có thể sở hữu được cây vàng ấy ở mở hòm, nhưng mà nhiều bạn bảo cây mở hòm này bắn nó yếu hơn cây báu vật cơ, nó hết đam nó yếu hơn tí, mình cũng chả biết làm sao nữa. Ờ kệ sư nữa, giết người là được rồi. Bên này toàn đẩy nhá, mình cứ bắt ở chỗ bên này. Ở đây, chỗ đây. Trời ơi. Ui, cả mà xuống đây, xuống đây, xuống đây. Ai cũng có phần. Con này đây này. À, mày, tao chừa mày đấy. Mày để giết bạn tao. Nhòm này, con nữa. Ôi trời ơi, đồng đội bảo kê chậm quá. Anh em toàn thủ ở nhà thôi, không chịu lên. Không lên là bị mất điều khiển ngay. Cái gì đây, cái gì đây. Trời ơi, có bỏ SMG không? Bạn kia đang chat. Cái nick này mình mượn của một bạn gửi mình săn con đễ, săn con Devil Hunter, nhưng mà khám lọ ra hai con TMP khổ đau thế. Và mình mượn làm clip này luôn. Cũng có khá nhiều súng lạ nên mình làm anh em từ từ. Với cả cái này hạ cấp nha. Hôm qua mình còn thấy ạc này bạn hạ sĩ, bữa nay cài lên trung cái gì thiếu ý rồi. Phải hà. Ạc gì mà hạ sĩ đi hay mấy VIP. Rồi bên kia đã xách TMP ra. Lên đây, lên đây, lên đây. Ôi trời ơi, có lẽ là các bạn đã xách hàng nóng rồi. Những cái gì mà nóng nhất thì anh em cứ xách ra hết đấy. Vẫn chết được. Rồi lá vào. Ui, có lẽ là bên kia nó bắt đầu điên rồi đấy. Lầy quá lầy mà. Khi nào anh em buồn buồn cứ xách mấy khẩu GP này ra bạn được, ôn lại kỷ niệm. Và thứ hai nữa nó cũng khá là bá đấy, đam mạnh phết, phải đùa. Con này cảm giác bắn mình thấy không khác Ultimate Gold là mấy đâu. Màu đôi khi tối tối bắn nhìn còn sướng mắt hơn. Ôi ok, chiến thôi thôi anh em. Ok, phòng kia nó chửi mình từ đầu đến cuối. Mày có bỏ SMG đi không? Mày có cất ngay cái cây Bizone không? Ôi thế là kết quả là anh em cứ cầm TMP với cả Slug ra mà cứ giã mình thôi. Người ta gọi là hiếp dâm tập thể đấy mày. Thế em cái thằng Tesla ổn quá. Mày để hàng xóm ngủ được không? Rồi bạn đi B đi, mình đi A cho. Đi móc móc coi có ai canh dưới. Đây 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 rồi. Thực sự mình thấy con này bắn người ta cũng khá là không chịu, nhưng mà cũng không quá là đến nỗi là bá đạo quá đâu mà. Đấy nên là cây này mình chưa thấy cái gì gọi là để mà cấm được hết cả. Thôi định mệnh. Chả hiểu sao chơi cứ thích kỳ thị nhau như thế. Mất vui.
Nếu các bạn thỉnh thoảng stress ấy, hay là buồn buồn cứ cầm mấy con này lên mà giã thôi. Nhất là những khẩu bờ bựa như M12S ấy, bắn những con chuồn chuồn rồi bay, thả. Không bắn. Một bạn bay xuống này. Bay xuống đi. Ôi, tao phải giết mày. Thả một đứa thôi. Bên tay trái mình à. Ra đây. Ui, từ. Giết luôn. Ui, trời ơi. Khiếp hồn. À, quả đấy mình may phản xạ nhanh ấy. Nó quay về kịp thời rồi đấy. Mình mà giết cái lão DX luôn thì là một mạng trả mạng thôi mà. Khó lắm. Biết thằng mắc đây không? Ôi chết rồi. Ui ồ, tới đây, đây là mình. Đồng đội nó còn tính giết luôn. Hầm. Anh em thì thấy đấy, nó giật sọ kinh thật đấy. Hồ, đạn nó cứ thẳng tắt luôn, thẳng như cánh cầu bay. Rồi đi đâu vậy? Cái team toàn đẩy. Mít có này. Con này nó cứ cầm cái tay ở chỗ cái cục đạn ấy, nó sợ rớt xuống hay sao ấy. Đúng cái bọn thiết của à, mày xuống đây. Vào đây. Ui, sắt mặt rồi. Sát bạn kia. Có lẽ mình đi biết thôi. Chết hết rồi. Thoát hết. À. Trời đáp về đây. Con này chỗ cao mít thì sao ấy. Đây mình quay qua nhá. Cao mít đi xuống cao. À chết rồi. Coi với ác không có. Ôi. À thanh niên manh động quá. Cầm cái khẩu súng gây lọ này giết được mình luôn. Cảm thấy cuộc đời thật là bất công. Kéo cò. Con này kéo ý hệt như con Sterling. Con nên làm một quả bốc A không ta? Mọi người cứ từ. Bên này là cái Nga kém lắm. Rồi, để mình lao lên như con bò này. Cái khẩu gì đấy? Nó bắn mình không trúng viên nào ạ. Ui ôi, tầm xa mà ăn ghê vậy. Rồi, trước bạn. Lại 3 kill. Vậy hà, con này bắn không đỡ được luôn ấy. Con núp đây nè. Trời. May, đồng đội tốt đấy. Con kết la của mình đang trước bạn. Bạn kia đâu ta? À, rồi, tao thấy mày rồi. Tao thấy mày rồi. Cá minh anh em ơi, gì nó? Trên này thì sống làm sao được. Thủi ra cũng không được mà thụt vào cũng không xong. Bóp đấy. Chà, chậm quá. Chết ghê á. Chết bá đạo thật. Lúc nào thất tình buồn buồn nhớ người yêu cứ vác bizon ra mà giã. Đây. Bên kia ăn hành nặng luôn. À M12S à. Rồi. Nó ngách. Thôi, nó không dám lên luôn. Mít có. Dí luôn. Ui, chạy ngay còn đáp lên quả bom lên nữa. Happy New Year. Đây chúng ta có thể gọi là quà chơi Tết của mình đấy. Tiếp tiếng dài quá. À đây. Ơi có lẽ clip mình cũng xin kết thúc đây thôi. Hẹn gặp lại em ở những clip tiếp theo nhé. Cái kết quả thì em cũng biết đấy, bây giờ Hành ngập mặt rồi.